Quế Anh ơi, cầm cô cái chồng đĩa nào. Cái gì đấy? Ai cho ăn mà ăn hả? Nhà này là không có cái kiểu là ăn đồ thừa của khách nhá. Mang vào trong bếp, chút hết vào thùng. Nhưng mà em có làm sao không? Ướt hết cả rồi đây này. Alo, chị đây. Thật á? Ừ, chị ra luôn nhá. Em ơi, chị thanh toán nhá. Cái chị này ăn uống phí phạm thế. Cơm gọi ra còn chưa ăn miếng nào đã chạy đi mất rồi. Mình ăn vậy. Này, làm cái gì đấy? À, cô ơi, tiền khách ăn cơm vừa đưa ạ. Cái chị gọi đồ ra mà chị chưa kịp ăn, chị đã chạy đi mất rồi. Cháu thấy phí quá, nên là cháu ngồi ăn luôn ạ. Ai cho ăn mà ăn hả? Nhà này là không có cái kiểu là ăn đồ thừa của khách nhá. Mang vào trong bếp, chút hết vào thùng. Lát người ta đến, người ta lấy được cho lộng. Nhưng mà cô ơi, còn nguyên cả suất cơm như thế này, bỏ đi thì phí quá. Cháu ăn đồ thừa cũng được ạ. Ai cho ăn mà ăn? Nói nhiều thế nhỉ? Cháu xin lỗi ạ. Ăn có suất cơm thừa mà cũng không cho. Kỳ mò đến thế là của. Không sao, nhưng mà em có làm sao không? Ướt hết cả rồi đây này. Anh làm gì thế ạ? Anh làm gì đâu, anh kiểm tra xem em có làm sao không ấy mà. Không sao đúng không? Nhưng mà ướt này, tôi để xem là ướt hết rồi đây này. Trời ơi, anh có sao không? Làm việc không tập trung gì cả, ướt hết khách rồi. Tại em đang mải lau bàn mà anh ấy đi từ phía sau lưng vào. Nhưng là em không biết ạ. Thế bây giờ lại đổ lỗi cho khách à? Phải tập trung chú ý vào chứ. Không phải thế ạ. Tại em cũng bận dọn dẹp từ sáng đến giờ chứ có phải ngồi chơi không đâu ạ. Thì không lý do nữa, xin lỗi khách đi. Em xin lỗi anh ạ. Ông chủ, làm gì mà nóng thế? Em ý có làm gì tôi đâu. Nào, để anh xem nào, có làm sao thôi, đâu. Anh không phải bênh nữa đâu. Nhân viên mới càng uốn nắn. Anh có đứng đấy, đi vào trong. Anh mua cơm à? Cơm à? Bán cơm à? Cho anh xuất cơm. Vâng ạ. Cháu nhỡ tay làm rơi cái đĩa ạ. Trời ơi, sao làm ăn bất cẩn thế? Thế có bình ảnh nào nó bay vào người không? Dạ không ạ. Còn cái đĩa này cuối tháng cô cứ trừ vào lương của cháu ạ. Thôi không sao là may rồi nhá. Dọn nhanh đi. À mà này, cô bảo không may thằng Hải nó nhìn thấy, nói là cô làm vỡ. Không, nó nóng tính, nó mắng cho đấy. Cháu, con...
làm vỡ đây. Em... Thôi, dọn đi nhá. Mẹ anh mà có hỏi ấy, thì bảo anh làm vỡ. Không mẹ anh mắng cho đấy. Đậu đau đậu. Để đấy, tầm này chiều rồi, không còn khách nữa đâu. Dạ, cô gọi cháu ạ. Ừ, ngồi ăn cơm đi. Dạ thôi, cháu không ăn đâu ạ. Lát nữa cháu đi mua mì tôm cũng được ạ. Ơ, sao lại ăn mì tôm? Ngồi xuống đây đi, bữa trưa là ăn nhà cô nhá, không phải mất tiền đâu. Ngồi xuống ăn đi, ăn mới có sức mà làm chứ. Đúng rồi đấy, em ngồi ăn đi. Cơm nước nhà anh lo hết, không phải suy nghĩ đâu. Mà cô bảo này, từ lần sau ấy, đồ thừa của khách là không được ăn, nhớ chưa? Không may khách bị bệnh gì, con ăn vào bị lây bệnh à? Nhá. Dạ, vâng ạ. Đúng rồi đấy, em cứ ngồi ăn tự nhiên đi, không phải suy nghĩ gì đâu. Cơm nước nhà anh lo, chứ cơm thừa của khách ấy, đừng ăn nữa. À, trưa nay thằng Kiên Hạc nó sang nhà mình đấy mẹ ạ. Cái thằng đấy, tính nó cứ dê dê. Nhìn thấy đàn bà con gái là hấp há hấp háy. Mấy lần sang đây nhìn thấy mấy cái đứa khách với xinh gái là cứ lượn la lượn lờ. Thì đấy, lúc trưa nay đây, nó định sàn sữa con bé đứa em của mình này. Con phải giả vờ ra mắng con bé đuổi vào trong bếp, không là nó lại xin số làm quen với bẩn rồi đấy. Nhà mình mà không vì thuê nhà nhà nó nhá, mẹ không bao giờ cho nó bén mảng đến quán đâu. Mà cô bảo nhá, quán cơm nhà mình là quán cơm bình dân. Cháu là con gái, còn trẻ nhá. Làm ở quán này thì khách vào có người tốt, người xấu, tránh ra nhá, không có để dính đến phiền ra. Mà trong cuộc sống có gì khó khăn thì cứ nói với cô, với anh Hải đây, nhớ chưa? Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Em cảm ơn anh ạ. Vâng, mẹ ăn cơm, mẹ ăn cơm đi. Hóa ra, hai mẹ con cô ấy tốt như vậy. Thế mà suýt nữa mình hiểu nhầm họ. Đúng là không nên vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.